Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình hay góp nhận 50 tập cần có ký hiệu là OREO tất cả bạn. Thì tập cần này nó được sự hỗ trợ của một cái ví là Safiban và chocolate nha các bạn. Trên giá hôm nay một clip phần link mô tả của mình, điều đầu tiên các bạn follow Twitter nè các bạn. Rồi các bạn tweet lại các bạn. Rồi các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn vào. A cộng MMO Ngọc Anh. Bạn nào không hiểu gì thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì cái link retweet này thì các bạn cũng mở cái các bạn vào tweet link nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn qua một tweet nè các bạn. Con này nó chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép lên Twitter nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn bắt đắp lại. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm net. Sau khi bấm net thì các bạn vào, các bạn join vào Telegram đó các bạn. Rồi các bạn xôn xao các bạn, hiện tại có 20.929 member tham gia các bạn. Rồi các bạn join xong thì các bạn điền lại username Twitter của Telegram của tất cả các bạn. Rồi các bạn điền lại username Twitter các bạn rồi bấm net nè bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain chạy 8m20 các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ khai thác trên địa chỉ chocolate, các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ khai thác này các bạn, sao chép. Và mình cũng xin chúc mừng cho bạn nào lưu trữ trong John Tedis nha các bạn. Giá hiện tại là 0.056 các bạn. Mình được ít 2 tài khoản tài sản nha các bạn. Các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn bắt địa chỉ bet20 vào nữa các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn, rồi bấm net nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút submit verify nha các bạn. Ok, sau đó các bạn lấy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc căn nha tất cả các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.